Thì bây giờ anh em sẽ di chuyển xuống ao nước phía sau chùa, nơi vẫn tập luyện hàng năm. Ôi, rồi trời chiều phía sau đẹp quá. Anh em YouTube cũng chiều nay cũng đến với Bangkok nhiều ha. Đây ta thấy nha, đây cái cây cổ thụ rất là đẹp. Cây cổ thụ cạnh ao nước xa chùa Bangkok nên em tập luyện hàng năm, và năm nay cũng vậy. Chúng ta thấy khi xa xa mà trời đang xuống dần hoàng hôn rất là đẹp, cảnh như tranh vẽ ấy. Rất là đông ha. Theo Quốc Khởi tìm hiểu thì hôm nay là ngày tập thứ hai, hôm qua thì cũng đã có gần 100 vận động viên, 100 tay bơi về với Bangkok rồi. Sinh khí rộn ràng tưng bừng ngay từ đầu. Ngoài bụi cây ngay ao nước tập luyện của các vận động viên ghe ngò thì chúng ta thấy là cũng phía sau của chùa Bangkok còn có một cái bụi cây cũng giống như vậy, đẹp. Chúng ta thấy rất là đẹp luôn, rất nhiều nhánh rễ thân tạo thành một chùm, nhìn rất là đẹp. Rồi chuẩn bị buổi tập trên vàng thứ hai của Bangkok, cánh chim đầu đàn của làng ghe ngò Mỹ Tú trong những năm gần đây nha anh em. Rất là đông. Dạ, chúng ta thấy các vận động viên đã tề tụ trên vàng và hai bên ao nước rất là đông. Các tay bơi dự bị, những tay bơi đang chờ đến lượt mình ở lượt sau, và khán giả, bà con, cô bác, làng xã đến rất là đông để chuẩn bị xem buổi tập này. Hoàn cảnh rất là đẹp, rất là tưng bừng ngay từ đầu. Và anh em YouTube thì cũng đã sẵn sàng ha, rất đông anh em YouTube đã đến với Bangkok chiều nay ha. Rồi, cử vật đầu tiên bắt đầu. Thank you.
Rồi, mới là cử vật đầu tiên thôi. Cử vật xem như là làm nóng. Bây giờ chúng ta thấy là cũng chưa có kéo dài và cũng chưa có những cú tăng tốc ha. Thì anh em mình biết rồi. Anh em mình có theo dõi xuyên suốt những hội đua trong những năm gần đây thì anh em mình biết. Và cũng như trong những lần bình luận trực tiếp hay làm video về Bangkok thì Quốc Khởi cũng thường nói là Bangkok là cánh chim đầu đàn của làng ghe ngò Mỹ Tú trong những năm gần đây. Đặc biệt là sau khi Tam Sóc không còn giữ được phong độ như thở vô địch Đông Dương ở thế kỷ 20 nữa, thì trong những năm gần đây Bangkok được xem như là cánh chim đầu đàn của làng ghe ngò Mỹ Tú. Năm rồi thì Tam Sóc cũng đã cho thấy sự trở lại của mình, mặc dù cũng chưa có thể so sánh được với các đàn anh đàn chú đi trước. Và giờ đây thì Bangkok tiếp tục tập luyện cho Ốc Bốc 2024. Những năm gần đây thì chúng ta thấy Bangkok cũng thường xuyên lọt vào vòng 8 đội mạnh. Năm 2022 thì anh em vào vòng 16 đội. Còn năm rồi, hội đua gần nhất 2023 thì một lần nữa thì Bangkok vào top 8 đội mạnh. Và khi vào tứ kết top 8 đội mạnh thì chúng ta nhớ rồi, Bangkok đã gặp ông Kho và anh em đã dừng lại trước ông Kho. Đội sau đó đã đi đến trận chung kết cùng với Tung Lúc 2. Bây giờ cũng vậy, có thể thấy là sinh khí tập luyện của Bangkok là rất là quyết liệt, rất là rộn ràng ngay từ những ngày đầu. Vận động viên thì đông và anh em tập khá là quyết liệt. Những năm trước thì thường là thấy Danh Tùng cùng tập luyện với anh em, nhưng năm nay thì đây chỉ là buổi tập thứ hai thôi. Năm nay thì Quốc Khởi vào Bangkok sớm hơn mọi năm. Thời điểm này thì Quốc Khởi vẫn chưa thấy Danh Tùng, không biết là trong những ngày tới thì như thế nào. Những năm gần đây thì Danh Tùng cũng thường xuyên sát cánh cùng với anh em Bangkok. Năm rồi thì Danh Tùng tập luyện cho Bangkok và trực tiếp huấn luyện thổi còi cho Bodhisattvaram. Năm nay đến thời điểm này thì Danh Tùng đã trở về Vĩnh Châu gắn bó với Quách Bích, sửa ghe cho Quách Bích. Nhưng những ngày tới thì như thế nào, đặc biệt là khi vào hội đua thì một trong những cây còi xuất sắc này sẽ xuất hiện trên chiếc ghe nào, chúng ta cùng chờ xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta thấy một lần nữa là sinh khí tập luyện rất là hào hứng của anh em Bangkok trong buổi chiều rất là đẹp. Ao nước Sa Chùa rất là đẹp. Chúng ta thấy trong buổi tập chiều nay là có một bóng hồng cũng xuất hiện trong các cổ động viên đến xem ghe ngò Bangkok, anh em vận động viên Bangkok tập luyện. Các cô gái, anh là Quốc Khởi ghe ngò, người bình luận giải ghe ngò hàng năm. Thấy em hơi lạ lạ, không biết là em là dân địa phương hay là du khách đến xem anh em tập luyện. Là dân địa phương đến xem mấy anh ở Áo Phần Cấp hôm nay là tập vợ đua ghe ngò. Chúc cho mấy anh có một cái hội thi chiến thắng và thành công tốt đẹp. Ở ấp nào của Phú Mỹ mình? Em ở ấp Trà Lây 2 của xã Thuận Hưng, sát giáp ranh với Phú Mỹ. Sinh sống ở quê nhà hay là đi làm ăn xa về? Em đi dạy. Dạy ở tại đây luôn. Dạ. Là cô giáo. Dạ. Cô giáo nhưng mà đam mê ghe ngò. Dạ đúng rồi. Hôm qua có đến xem không? Dạ hôm qua có đến xem. Ghe ngò cũng có đến xem hôm qua rồi hôm nay nữa. Ghe ngò của mình có cái gì cuốn hút cô giáo nè? Em thấy là về tinh thần thì các anh rất là đoàn kết và mang một cái tinh thần chiến binh là năm nay là ấp Cấp sẽ du lịch. Còn thời điểm này em thấy tinh thần cũng như việc tập luyện của các bạn đội ghe mình như thế nào? Em thấy thì các anh cùng với các bạn là rất là tích cực trong cái công việc tập luyện của mình, với lại dành nhiều thời gian, nói chung là mỗi người đều có một cái nhiệt huyết rất là tốt để chuẩn bị cho cuộc Rồi, cảm ơn cô giáo nha. Chúc những buổi tập luyện của ghe ngò Bangkok sẽ tốt như là mong ước của cô. Và đặc biệt là anh em tập luyện tốt thì anh em sẽ thi đấu tốt. Rồi. Cùng chờ xem anh em Bangkok ở lượt tập thứ hai nha. Rồi, tiếp tục.
Nhẹ nhàng ha, đang ở giai đoạn nhẹ nhàng lả lướt. Sư trụ trì cũng đang xem các vận động viên của đội mình tập luyện chuẩn bị cho Bốc 2024. Xin phép trụ trì. Đại gia đình đến xem tập luyện ghê ngon hả? Ôi đẹp quá, đẹp trai quá vậy. Đẹp trai quá. Với đợt tập thứ nhất xem như là khởi động làm nóng, thì ở đợt tập thứ hai này chúng ta thấy anh em vào bài bản tập luyện kéo dài hơn, và nhịp điệu của tiếng còi của huấn luyện viên cũng vậy. Chúng ta thấy là lúc lả lướt thông dong ha, lúc điệu đầu nhịp nhàng và lúc tăng tốc, như lúc này là lúc tăng tốc của tập kéo dài. Và chúng ta thấy ngày thứ hai nhưng mà nước bơi của anh em Bangkok khá là quyết liệt. Có thể nói là những năm gần đây Bangkok là một trong những đội có lực lượng mạnh, các đội bơi rất là quyết tâm. Bài tập của anh em cũng như vậy. Vì vậy là anh em đã xong đợt tập thứ hai của mình, chúng ta thấy rõ ràng là rất là quyết tâm trong từng nhịp dầm của mình, bơi rất là quyết liệt. Nhưng mà những năm gần đây chúng ta thấy anh em thường gặp phải những đội quá mạnh, những đội vượt trội, những ứng cử viên của chức vô địch, đặc biệt là các ghe của Thành Trị, Phong Tức Chấp và ông Kho, và chế tầm vóc của các đội ghe này, phong độ của các đội ghe này ở những giải đấu gần đây thì anh em thường khó vượt qua. Nhưng nói gì thì nói thì anh em vẫn luôn nằm trong top 8 đội mạnh của ghe ngò Sóc Trăng, cánh chim đầu đàn của làng ghe ngò Mỹ Tú. Rồi bây giờ thì Quốc Khải đã xin được sư trụ trì cũng như là ban quản trị, ban tổ chức đội ghe để vô quay các ghe ngò hiện có của Bangkok. Ở trong đây sẽ có một ghe vừa được đóng mới để chuẩn bị đến với Ốc Bốc 2024. Thì thường những năm trước Quốc Khải vào đây, Quốc Khải sẽ thấy có Bangkok có hai ghe rất là đẹp, màu sắc qua dân như nhau. Nhưng bây giờ thì vô đây thấy là chúng ta thấy có ba ghe rồi. Đâu ghe nào là mới đóng xong đâu anh Hoàng? Ghe giữa phải không? Đâu? Rồi. Danh Tùng đóng không? Dạ. Giờ là hoàn chỉnh hết chưa? Chỉ còn. Dạ. Giờ là chỉ còn cột cần câu, thử cần câu nữa thôi. Giờ còn mấy ngày nữa mình đem ghe này xuống sông Mắt Paro thử một ngày. Mười chín tây. Mình sẽ đem đi thử ở sông Mắt Paro luôn. Rồi. Rồi ghe này. Danh Tùng có nói dài ngắn bao nhiêu anh Hoàng? Dài thì 31. 31. Bao nhiêu vận động viên? Cũng từ 58 tới 60. Sao cũng hơn 60. Từ 60. Khoảng vậy ha. Rồi. Nếu như 31 so với cặp ghe hiện có của mình là ghe này cũng 30 nè, ghe 8 đội mạnh nè, 8 30 nè. Ghe nào? Có 1 mét nè. Ghe này là mình thi đấu năm rồi à? Được. Ở Bốc 2023. Vô vòng 8 đội mạnh. Gặp ông Kho.
Rồi năm nay thì mình dài hơn 1 mét. Danh Tùng đóng chứ không phải danh Vũ. Rồi vậy xin phép anh Hoàng với các anh các chú khởi ghi hình ghe ngò mới mình cái ha. Rồi chúng ta thấy ha, đây là ghe ngò mới chiếc ở giữa đó, do Danh Tùng đóng, vừa cũng đã hoàn thành rồi, hoàn thành 1-2 tháng rồi, cơ bản rồi. Bây giờ chỉ còn hạ thủy rồi lắp cần câu vào căn chỉnh nữa là thi đấu. Thì theo dự kiến anh em chiếc ghe ngò mới này sẽ cùng anh em thi đấu tại Ốc Bóc 2024 Festival lần thứ 6. Và cũng theo cuộc trò chuyện lúc nãy và anh em mình nghe thì ghe ngò mới dài hơn cặp ghe cũ của chùa là khoảng 1 mét. Vận động viên trên ghe chắc cũng khoảng 60. Dáng còn rất là mới. Còn càng câu nữa là hoàn chỉnh rồi. Để đợi đợi chú quay xong cái. Rồi anh em mình ngắm lại ha, đây là chiếc ghe ngò do Danh Tùng vừa đóng xong cho chùa Bản Cốc, chuẩn bị đến với Ốc Bóc 2024. Còn đây là ghe Danh Vũ đóng trước đó vào năm 2022, đã cùng với anh em thi đấu năm 2022, đặc biệt là 2023 thì anh em với chiếc ghe này đã vào top 8 đội mạnh. Bây giờ chúng ta tiếp tục anh em mình xem Bangkok với lượt bơi thứ 3. Rồi lượt bơi thứ 3. Và với lượt bơi này thì Quốc Khởi quan sát là ban huấn luyện đã cho thay đổi khá nhiều vận động viên. Một số anh em ở trên bờ hai lượt đầu tiên thì bây giờ anh em đã được ban huấn luyện cho thay xuống ở lượt bơi này. Chúng ta xem cái sự thay đổi này thì các tay bơi như thế nào nha. Còn rất là đông khán giả nán lại xem đội ghe của mình tập luyện. Có thể nói Bangkok là một trong những đội có điều kiện tập luyện khá là tốt, với ao nước rất là đẹp ở phía sau chùa, đặc biệt là năm nào cũng vậy, lực lượng bà con làng xã đến xem, khán giả đến xem rất là đông. Rồi như vậy là anh em đã xong đợt bơi thứ ba, cũng khá là quyết liệt ha. Những tờ bơi lực lượng ngày tập thứ hai, và hôm nay thì Quốc Khởi có được thông tin là ngày đầu tiên thì hơn 100 tay bơi, hôm nay anh em đã lên khoảng 120-130 rồi, một con số mơ ước của một đội ghe ha.
anh em Bangkok Cốc đó, Quốc Khởi ghi hình ở đây cũng xin tạm dừng ở đây nha anh em, cũng tối rồi. À, như mỗi lần Quốc Khởi đến với các đội ga thì chúc anh em Bangkok là tập luyện tốt, chúng ta sẽ thi đấu tốt cánh chim đầu đàn của làng ga ngò Mỹ Tú trong những năm gần đây, tiếp tục thể hiện phong độ đó. Rồi, một lần nữa chúc anh em như vậy. Cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với Quốc Khởi ga ngò. Chúng ta sẽ gặp lại nhau những video tiếp theo nha. Khi có thời gian của Quốc Khởi sẽ đến các đội ga khác. Còn bây giờ thì một cái câu nói quen thuộc, luôn vui vẻ mạnh khỏe để hướng về Âu Bốc Sóc Trăng 2024 Festival lần thứ 6. Tạm biệt anh em.